cái đơn khác hơn, nhưng mà nói chung nếu mà mình áp dụng khoa học thì hẳn mất ít hơn. Người đông bạc là làm nó khoảng một màu hơn một màu như vậy, chủ yếu là làm chưa lấy con và chưa bở con chưa đỏ thì làm ít hơn, bởi vì thu nhập theo mà kinh tế thì chưa lấy là kinh tế nhất, sau đó là đến chưa bở là nó đẹp to ngọt này, nói chung đẹp nhưng hơn những cái vùng đất thịt, vùng đất nặng, đất là khó làm, bởi vì đấy đất cắt tá nên cái dễ làm hơn, có dứa cây dứa thuận lợi phát triển hơn. Dứa lễ thì là lỗ từ loài đẹp là từ 20 đến 30 ngàn trở lên, nói chung dứa lễ là từ 20 ngàn trở lên, còn dứa bờ thì lỗ 15-20 ngàn, nhập đi chỗ họ thì 15 ngàn mà con mình bán thì 20 ngàn, còn mà dưa đỏ thì lỗ 10 ngàn. Như năm ngoái là khoảng mua đồ được khoảng 80 triệu, năm nay ngồi 100 triệu, rồi tính giá thu nhập là nó gấp khoảng ít nhất không phải là phải năm, thấp nhất không phải là thấp không phải là năm lần lâm lúa con mà hồ mà làm nắng suất hơn á là phải 7 đến 8 lần là lâm lúa. Làm 3 thao, cái gái là dưa đỏ, dưa lê, dưa nít, 3 hàng nữa. 4 giờ sáng là dậy thu hoạch rồi. Để về nắng thời gian này nắng nóng, có để mà nói chung nếu mà gặp thời tiết một thuận lợi thì sao đâu khoảng 20 triệu đến trở lại. Nói chung mà cái dưa này thu nhập, mà nói về cái dưa nít, cái dưa này á, thu nhập một thao quân binh là khoảng 5 đến 7 triệu, nếu tối đa mà nắm được mua là 10 triệu một thao. Thì nó phải bằng gấp, nói chung mình làm một thao lúa là mình được 3 tà lúa thì chỉ được 1 triệu 8 thôi, chưa chi phí. Mua một sao dứa này là bằng làm cả màu lúa, bà cắt lớp cắt buổi sáng để cho quả dứa khi nó mới đứng con sướng để cho nó mát, cắt buổi chiều là cái quả dứa nó nóng, cho nên không đảm bảo.